Xin cảm ơn mọi người ạ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Phương Anh rất là nhiều. Vâng, quả là đúng giống như là lời ca sĩ vừa hát đúng không ạ? Có lẽ được rằng là chim hót không hay bằng giọng ca của Phương Anh đâu ạ. Và một lần nữa thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn ca sĩ Phương Anh rất là nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, chương trình đêm nhạc Cây Quý Mùng Thơm cho Bệnh Nhân Nghèo do các bác sĩ, Tâm Huyết và những người bạn cùng tổ chức đến đây đã thành công rất đẹp.